đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu quan trọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Ninh Bình cần chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng tăng cao, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng trong vùng và cả nước. Phải hết sức coi trọng giữ gìn và bảo vệ thật tốt môi trường sinh thái, xanh, sạch đẹp, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh thiên tai, chú trọng phát triển và bảo vệ thật tốt rừng, nhất là rừng nguyên sinh quốc gia Cúc Phương, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng chắn sóng biển Kim Sơn, và chú trọng quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, xử lý tốt vấn đề rác thải, khí thải, nước thải tại các khu cụm công nghiệp, nhà máy đô thị và nông thôn, có chương trình kế hoạch thật chu đáo để sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố về môi trường. Với vị trí chiến lược hết sức quan trọng, kết nối khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Bắc, nằm trong vùng tứ giác phát triển kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, Ninh Bình cần phát huy lợi thế, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nội tỉnh và liên vùng, thúc đẩy liên kết vùng, nhất là liên kết chặt chẽ với các cực phát triển kinh tế của vùng tứ giác phát triển kinh tế, để đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Cần phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm công nghiệp phụ trợ lớn của vùng và cả nước.